Anh hai chưa hết bệnh nữa hả? Chưa. Qua đây ngồi, qua đây. Trời ơi á, để em đấm bóp massage đó. Làm gì tốt chứ vậy? Có một mua. Người anh hai à, không phục vụ ai trời. Thôi đi, có âm mưu gì? Chỉ anh hai hiểu em thôi. Anh hai ơi, anh hai cho em mượn tiền làm ăn nha. Mày chỉ biết ăn chứ biết làm cái gì? Anh hai phải tin em chứ. Bây giờ Trần lên núi này đã quyết định rồi, em sẽ trở thành một doanh nhân thành đạt. Không tin. Anh hai kỳ ghê luôn á. Anh hai ủng hộ cho quỹ khởi nghiệp mà em là người đang khởi nghiệp, anh hai phải giúp đỡ em chứ. Rồi. À, lẹo quá trời. Đây, anh ủng hộ cho mày 90 bo mày 10.000 luôn là 100. Là quỹ khởi nghiệp 90.000 bằng nhau. Bo 10.000 là 100. Ừ. À, 100.000 này thì em cất. Nhưng mà anh hai, em cần 50 triệu. Cái gì? 50 triệu. 50 triệu? Dạ. Định bày trò gì nữa đây? Dẹp đi. Bây giờ anh hai cho em mượn đi, em sẽ trả anh hai gấp đôi luôn, là 100 triệu. Thôi, tôi không có tin đâu. Tiền tôi bỏ ngân hàng còn xin lời ha, đưa tiền mấy người coi như mất trắng luôn. Anh hai phải tin em chứ. Em cho em mượn tiền đi. Không. Anh hai, em hỏi anh hai lời cuối luôn. Bây giờ anh hai cho em mượn không? Anh hai không cho em mượn, em bỏ nhà đi á. Em đi thiệt đó nha. Anh hai, em đi thiệt à. Em đi luôn.